Hello xin chào các bạn Clip hôm nay thì mình sẽ chỉ mọi người cách để chúng ta tải cái Facebook về máy tính ở trên Win 10 Và cùng với đó là cách để chúng ta đưa cái ứng dụng này ra ngoài màn hình để bạn có thể dễ truy cập nhé Ok và trong quá trình làm nếu các bạn có gì thắc mắc thì hãy comment dưới phần bình luận Thì mình sẽ cố gắng giải đáp cho các bạn Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nhé Ok để chúng ta tải Facebook thì trước tiên các bạn sẽ ấn cho mình vào nút Start này nhé Đó và khi nó hiện lên cửa sổ này thì các bạn sẽ gõ ở trên cái bàn phím là chữ store như thế này ok sau đó các bạn sẽ ấn vào cái biểu tượng Microsoft Store này đó. thì cái cửa sổ store nó sẽ hiện lên giờ các bạn sẽ ấn vào cái thanh tìm kiếm này và các bạn sẽ gõ cho mình đó là Facebook như thế này nhá rồi các bạn sẽ ấn enter ở trên bàn phím đó thì ngay lúc này chúng ta sẽ thấy cái ứng dụng Facebook ở phần đầu kết quả tìm kiếm này thì các bạn sẽ ấn vào cái đầu tiên này nhé đến đây thì các bạn sẽ ấn tiếp cho mình vào cái nút ghép màu xanh ở bên cạnh này nhé thì ngay sau đó thì cái Facebook nó sẽ tự động tải xuống và cài đặt cho chúng ta luôn và sau khi chúng ta đợi một lúc thì cái chữ Open này nó hiện lên thì có nghĩa là Facebook nó đã cài xong nhé là để chúng ta mở Facebook thì các bạn sẽ ấn vào cái nút Start này đó và các bạn sẽ gõ chữ Facebook ở trên bàn phím nhé gõ Facebook trên bàn phím đây chúng ta sẽ thấy ngay cái chữ Facebook đây và các bạn ấn vào đó thì lúc này cái trang Facebook hiện lên và các bạn sẽ đăng nhập tài khoản và mật khẩu như bình thường đó. ví dụ đây mình đăng nhập tài khoản của mình này đó. Đó, thì lúc này cái giao diện Facebook nó sẽ hiện lên như bình thường nhé Và trong quá trình sử dụng cái ứng dụng Facebook này Thì mình cảm thấy là nó mượt hơn So với việc chúng ta dùng một cái trình thuật web Để chúng ta vào Face Đó. Thì nếu các bạn có nhu cầu chỉ dùng Face thôi Thì các bạn nên tải cái ứng dụng này Đó, để cho nó nhẹ máy Ok Tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để chúng ta Tạo cái biểu tượng phím tắt của cái ứng dụng Facebook này Ra ngoài màn hình để các bạn dễ truy cập nhé Ok Thì đầu tiên các bạn sẽ ấn vào cái phím Start ở dưới này và các bạn sẽ gõ cho mình ở trên bàn phím đó là Facebook như này nhé đó thì các bạn sẽ nhìn thấy cái biểu tượng đây và các bạn sẽ ấn cho mình là pin to start ở góc bên này ok Là các bạn sẽ nhìn thấy một cái thông báo ở đây bạn sẽ ấn start một lần nữa lúc này bạn sẽ nhìn thấy cái biểu tượng Facebook nó đã xuất hiện trên này này đó, giờ các bạn sẽ ấn giữ cho mình cái biểu tượng này nhé ấn giữ chuột trái vào cái biểu tượng này đó, và chúng ta sẽ kéo ra ngoài màn hình như thế này rồi các bạn sẽ nhả chuột ra nhé đó, thì giờ chúng ta đã có cái biểu tượng facebook ở trên màn hình và để truy cập thì các bạn chỉ cần nháy đúp vào thôi đó, đến đây nếu bạn nào đã làm được thì đừng quên ấn like và ủng hộ mình một đăng ký nhé tiếp theo thì mình sẽ chỉ cho các bạn cách để chúng ta tạo một cái biểu tượng facebook ở đây khi các bạn mở nó ra thì nó sẽ tự động vào cái trang facebook này đó thì cái cách này nó cũng khá là nhanh chúng ta không cần phải cài đặt phần mềm gì nhé Thì trước tiên các bạn sẽ vào cái trang facebook này đó, sau đó các bạn sẽ ấn cho mình vào cái hình ba chấm ở góc bên này nhé đó, rồi các bạn sẽ chọn đó là công cụ khác và chúng ta sẽ chọn đó là tạo lối tắt, đó. các bạn vào tạo lối tắt và ở đây các bạn sẽ ấn tiếp vào nút tạo ở chỗ này, đó. thì bây giờ các bạn nhìn ở trên màn hình này, đó. thì chúng ta sẽ có một cái biểu tượng Facebook nữa ở đây và khi các bạn nháy đúp vào để mà nó ra thì nó sẽ vào ngay cái trang Facebook cho chúng ta, đó. thì cái cách này nó cũng khá là nhanh. Ok và video của mình đến đây là hết. Nếu các bạn cảm thấy clip của mình hữu ích thì đừng quên ấn like và đăng ký kênh ủng hộ mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn các bạn ở trong một clip hữu lần sau nhé. Bye.